Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị, các bác cùng anh em. Rất vui mừng, khấn khởi khi các bác và em lại được gặp nhau trong chương trình Tech Âm Thanh và giới thiệu hàng bãi trong buổi tối ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6 năm 2022. Thưa quý vị, các bác cùng anh em, chúng ta video lần thứ hai này thì em Tiến lại vừa mới về được một đôi loa đến từ một đất nước rất là nổi tiếng và danh giá, đó là đất nước Anh Quốc, và đây là một thương hiệu tai loa. Đôi loa đang hiện hữu trước cái máy quay quý vị, các bác, anh em chúng ta đang được nhìn thấy, đó là một đôi loa tai loa dáng cây cột. Tại sao mà gọi là cây cột? Thì miền Bắc gọi là loa cây, miền Nam các bác gọi là loa cột, nên em gọi là loa cây cột cho nó nhanh và nó lành các bác nhá. Đôi loa này sở hữu cấu hình là 3 cofơ trên một thân thùng, gồm có là hai cái loa bát có đường kính 16, màng giấy gân cao su zin nguyên bản nha. Dòng này bé bé thôi nhưng mà cái bên trong của nó không có bé. Bé thôi nhưng mà cái ré âm to. Bé thôi nhưng cái củ lam châm cực kỳ gấu và rất sáng giá, rất to. Đấy. Và ở phía trên cùng là một cái loa, đó là loa tép đôm lụa các bác nha. Loa tép đôm lụa. Đôi loa này thì thưa quý vị, các bác, anh em chúng ta, nó có một cái thùng màu vàng vân gỗ rất đẹp, rất sang trọng. Và đảm bảo với quý vị, các bác, anh em chúng ta, đôi loa tai loa này có giá đâu đó là 5 triệu 500 thì phải. Nó giá 5 triệu 500, zin toàn tập từ Anet và rất đẹp nhá. Thì đôi loa này có giá, đúng rồi, 5 triệu 500 thì phải đấy. Thì bây giờ mời quý vị, các bác, anh em chúng ta hãy cùng đến tham quan đôi loa. Và cấu hình bộ phối ghép ngày hôm nay thì nó rất là hợp lý luôn các bác nha, rất là hợp lý. Đôi loa này có một cái chiều cao là 96, chiều sâu 26, rộng 19, giá 5 triệu 500 chuẩn luôn, giá 5 triệu 500 đây là hai cái loa bát các bác nha, hai cái loa bát này gân cao su zin nguyên bản luôn. Và đây là thương hiệu của loa tai loa. Rồi, rất đẹp, chưa hề lau chùi nhá. Em Tiến và là chưa có lau chùi hàng đâu. Ở phía sau có một lỗ thông hơi và đằng sau thì loa có chức năng trang bị là đánh cầu BY các bác nhá. Cầu BY này thì có trang bị ở trên những chiếc âm ni, đó là chiếc âm ni Đà Lâm 1500 giờ, 1500 giờ, 25 mã, rồi 2000, rồi vân vân và vân vân. Rất là nhiều những chiếc âm ni có chức năng đánh BY. Đôi loa tai loa model là MX4 các bác nhá. Rồi có cả cái giặc tiếng Anh ở đây này. Thì cái hai chữ này là em xin phép các bác này em không đọc được các bác nha. Em chỉ đọc tắt là loa tai loa MX4. Đấy, MX4 nhá. Đấy. Thì giống loa tai loa này thì nó lại được sản xuất ở Úc các bác nha. Ở Úc. Đấy. Loa tai loa được sản xuất ở Úc, thì cái thương hiệu của loa tai loa bên Úc thì các bác anh em chúng ta không lạ lẫm gì nữa cả. Hầu như những đôi loa của anh nào cũng có cái chữ Úc ở đấy. Vì là hai cái nước này nó là hợp tác, nó sản xuất ra một thương hiệu của dòng loại Anh Quốc các bác nha. Phía bên này thì quý vị, các bác, anh em thấy là cái lón tép, cái lón tép này là nó được lúm lõm vào trong, lõm lõm vào trong nha. Thì cái này ấy, là phục hồi rất là đơn giản. Tại sao là em bận công việc quá em không có gì làm được thôi. Còn cái này lấy cái ngón tay này hầy ra hầy. Bởi vì cái này ấy, nó rất là mềm nhá các bác nhá. Cái lón loa này, lón tép này, nó mềm sau đó các bác nhìn này. Đấy, mềm như này thì có thể ấn vào xong nó phục hồi ra được nhá. Thì là trong kia là em nắn cái tay là nó ra thôi nhá. Lón này nó là lón lụa nhá, cái lón tép này nó là cái lón lụa anh em nhá. Rồi, ok. Khi đến tay quý vị, các bác, anh em chúng ta, đảm bảo với quý vị, các bác, anh em chúng ta là đẹp keng sa beng luôn nhá, đẹp keng luôn. Đấy. Và chi tiết của đôi loa thì em đã giới thiệu xong toàn thể cho quý vị, các bác, anh em chúng ta, và đồng thời là báo giá cho quý vị, các bác, anh em chúng ta rồi. Đôi loa này có giá là 5 triệu 500, chúng ta bỏ ra 5 triệu 500, chúng ta sẽ được sở hữu một đôi loa đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu của dòng loa quý tộc tai loa nhá. Cái này không phải nói chuyện nhiều nữa và không phải quảng cáo nhiều. Âm ni thì trong ngày hôm nay hàng vừa về, âm ni Mazang PM7 4D có giá là 6 triệu 500 ngàn đồng. Và âm ni Sansui AUD 607X The Cat có giá là 6 triệu 200 ngàn đồng. Và âm ni Biller 7800 25 mã đẹp thiếu hộp xốp giá 11 triệu đồng.
Nguồn phát là chiếc đầu Solidat 57ES, mặt vàng chanh, hai hồi gỗ hai bên, dòng này giải mã chuyên nghiệp và nó là dòng giải mã high end rất nổi tiếng, giá 5.800.000. Và tiếp theo là chiếc âm ty Builder A008 có giá là 5.200.000. Và tiếp theo trong bộ phối ghép đôi loa tai loi em vừa giới thiệu xong thì em tiến phối ghép với lại một chiếc âm ty, đó là chiếc âm ty Lichman Model NV103, có hỗ trợ là hai bóng đèn và bốn sò công suất xanh đen ở bên trong. Tổng thể là em này chạy công suất lên tới 8 sò, công suất là 250W quý vị nha. Công suất là 250W, điện 100V, dòng âm ly Lichman là một dòng âm ly đánh tiếng ngọt ngào, cực kỳ nổi tiếng và đánh được rất nhiều dòng loa. Những chiếc âm ly này các bác mua về có thể đánh vào những dòng loa Nhật, Mỹ, Anh Quốc, vân vân và vân vân, các dòng loa Âu. Thì giá là 5.200.000 và bao đánh bát từ 30 trở về các bác nha. Bát đánh 30 trở về và kể cả những đôi loa bát 40 nhẹ công suất đánh ok luôn. Và tiếp theo, cuối cùng là chiếc âm ly Boston Audio Model PA3.9 25 mã, giá 5.600.000 các bác nha. Giảm giá kích sàn, kích độc cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta chơi. Thưa quý vị, các bác, các anh em chúng ta, mọi chi tiết quý vị, các bác, các anh em chúng ta hãy liên hệ sớm thật nhanh với em Tiến bằng số điện thoại 0966 603 183, địa chỉ em ở Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương, em ở gần nhà thờ thôn Mỹ Động, nhận giao hàng toàn quốc quý vị các bác anh em nhé. Và bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy đến với buổi test âm thanh cho bộ sản phẩm, đó là đôi loa tai noi MX4 đúng không ạ, và chiếc âm ly Lichman Model NV103 em vừa giới thiệu. Bộ sản phẩm này là đôi loa có giá 5.500.000, chiếc âm ly có giá 5.200.000. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, rất hay đấy ạ. Bộ sản phẩm này nghe thì quá là tuyệt vời. Bây giờ mời quý vị các bác anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh. Hãy subscribe.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của toàn thể quý vị, các bác, các anh em. Em xin nhắc lại giá đôi loa tai loi. Bác các bác vừa được nghe chất âm cực kỳ hay đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn, giá 5.500.000. Và âm đi lúc man đánh cùng với lại đôi loa tai loi này, đó là chiếc âm đi lúc man tính từ dưới cùng đi lên, là âm đi thứ 2 LV103, giá 5.200.000 các bác nhé. Cảm ơn quý vị, các bác, các anh em chúng ta rất là nhiều.